friend đã mà nát hoa. Này làm mặt hàng được không? Ôi, cô đó. Hết biết đông khay chứ, nãy nó đông khay bạc xuống. Bạc xuống nó đông khay gì đấy? Đồ sạc cho mình nát hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.